xin mến chào cả nhà mình ha. Thì hôm nay quay lại cái miếng vườn hôm trước đây. Miếng vườn trước mà em làm mình lót mũ với lưới ha. Thì trồng nay cũng được một tháng mấy á. Nếu cô chú anh chị mình có xem cái clip trước ha. Em quay lúc mà khởi công mà làm đó, nay cũng được tháng mấy rồi. Thì số cây này thì nó nằm trên lúc đó em bứng về em bó bầu nè. Ha, bó bầu lại thì cũng 2-3 tháng vậy đó mới trồng xuống ha. Trồng nay nó cũng chịu bắt đất rồi ha. Nó bắt qua cái bầu đất ruộng rồi. Trồng ở đây thì em trồng có đất mặt ruộng hết nha. Đa số 100% là đất mặt ruộng, không có trồng đất vườn ở đây. Thì cũng như mình mua đất mặt ruộng về để mình trồng thôi. Đó, thì số này thì nó nằm quấn măng keo, nó nằm trong cái bầu bầu măng keo đó. Thì cũng 2 tháng mấy 3 tháng. Nên cái cây nó lúc đó thì tưới nói chung là không có đủ sức để cho nó ăn ha. Thì bắt trồng xuống đất rồi. Thì các anh chị mình thấy số cây này hiện tại giờ nó đang bắt được cái đất mới ha. Được đất mới thì cái cây nó đang phát triển nha. Bấm lại con số, bấm lại hôm trước đây nè. Thì nay nó cũng đâm cái tược mới ra rồi. Cây phát triển rất là tốt ha. Thì khi mình trồng xong thì có thể mình bỏ lên một cái lớp rơm đây nè. Rơm mình ủ ha. Thứ nhất là để cho nó mát, nó mát, nó giữ được mát cái bầu phân của mình ha, cái bầu đất của mình. Thứ hai nữa mình tưới á, khi mình tưới đó từ từ nó sẽ rọt xuống, nó không có bị chai đất ha, không có bị lẹt đó, nên sử dụng như vậy cũng rất là tốt cho cây nha. Cũng như mình tưới phân rồi rải phân hoặc là mình tưới dưỡng gì đó thì nó cũng ngấm từ từ vô đây thôi, nó ngấm lâu rồi nó cũng giữ được cái độ ẩm cái bầu bầu phân ha, nó không lâu khô ráo hơn, lâu khô hơn ha, nên cũng rất là tốt. Đây, chỗ này nó cũng đi được ha, đi được đều rồi. Số nụ nó cũng bung ra ha, bung nó nở, tại vì cái cây mình nếu mà nhấp phân vô rồi thì những cái bon cái nụ á, cái nụ bông á thường là nó sẽ bung ra nó nở ha, để cho nở cứ cho nở bình thường nha. Nó có thể là những cái này nó nở xong mình lãi bỏ cũng được hoặc là mình để cũng được. Những cái tược xa đây thì nó vẫn đâm bình thường nha. Rồi em sẽ quay xa hơn nữa ha. Số cây này trong cái chậu nhỏ nè, trong cái chậu nhỏ thì cũng đã rong tỉa một số rồi. Hôm trước thì ấy, hôm nay rong tỉa một số ha, nó cũng già cơ rồi, chuẩn bị đi cơ ha. Đây, sẽ quay nhiều cho cô chú anh chị mình xem những cái cây nào mà nó chịu đất rồi ha, nó phát triển rất là mạnh luôn ha. Cây này cao đây. Đây, số nụ nó hôm trước nó cũng ngậm, nay nó cũng chuẩn bị bung hết rồi, là cái cây mình nó phát triển đồng đều rồi. Sử dụng phân thuốc thì những cái cây trồng ở khi mình trồng dưới đất á, cô chú anh chị mình nhớ đi ha, mình tưới dưỡng ít nhất cũng 2-3 đợt rồi mình mới đi cái lượng phân nha. Nó và đi thích hợp cái lượng phân như thế nào thì mình cũng đi từ từ thôi. Dưỡng thì vẫn cộng dưỡng bình thường, rồi cái lượng phân có thể mình tưới lúc đầu thì đối với những cây dưới đất như vậy mình tưới khoảng chừng 300 g cho một phi 220 lít nước ha. Nó thì thời gian đầu thì mình tưới nó bình thường, tại vì ở dưới đất đây mình tưới nó ít khi nào nó cháy rễ so với ở trên chậu mình nha. Trên chậu thì cái lượng phân mình pha nó mạnh thì nó vô những cái rễ cám thì nó dễ cháy, còn ở đây khi nó ngấm qua đất rồi đó thì cái cây mình nó cũng từ từ nó hút cái bộ rễ thôi, chứ nó không có cũng như là cái lượng phân như trong chậu ha. Trong chậu thường thường nó khi mình tưới vô những cái rễ cám nó nhiều quá đó thì nó sẽ dễ bị cháy đi đó, thì cám nó lú lên cái bề mặt phân đó và cái lớp trên, khi mình tưới vô nó đậm quá thì trời nắng lên nó sẽ bị dễ cháy những cái rễ non. Còn như vậy thì nó vô đất thì nó ngấm từ từ, bộ rễ nó hút cho thôi. Khá là đồng đều ha. Cây này, số cây này thì bảo đảm nằm trên cái bồn gạch như vậy thì năm tới cái tàn nó cũng khá là cao lớn ha. Đường kính ngang ít nhất cũng khoảng 8-1 mét đó. Tại vì nó chịu đất rồi, nó phát triển rất là mau nha.
Làm như vậy, lót được như vậy thì mình đỡ cái công đoạn làm cỏ nha. Đó. Nhưng mà thường ở đây ví dụ như mình phải bơm lên một lớp cát đây. Đây lúc trước thì bơm lên lớp cát ha. Cát rồi mình trải mũ lên trước. Đó, trải mũ lên trước ha. Mũ lên trước rồi sau cái một lớp lưới lưới mùng nè ha các bác anh chị mình ha. Cái lưới mùng đây nó mỏng thôi. Nhưng mà nó hiệu quả cái là khi mình như vậy thì cái mũ của mình nó không có rách ha, gió nó không có bay lên. Lót trước khi mình kê gạch nha. Nó có nghĩa là khi mình lót xong hết rồi, mình dùng cái nhôm đó để mình chịu lại cái lưới này, mình cắm lại ha, làm như cái chữ U đó để các bác anh chị mình cắm xuống để cho nó chịu đây, nó không có bay lên. Rồi sau đó mình sẽ kê gạch ha, mình xây bồn gạch xi xây xong đó, các bác anh chị mình khi mà trồng ha, thì ở trong mình cắt cái lưới ở trong cái bồn này ha, trong bồn này ở giữa cũng nhân đây, thì mình sẽ cắt cái lưới vòng để cho cái lượng nước nó thoát được xuống cát nha. Còn nếu mình không có cắt cái mũ này còn ứ nước lại thì cũng hơi dở ha. Thì để vậy mình sẽ cắt là dùng kéo dùng dao rồi đó bén để cắt cái vòng ở trong đó, cho nó thoát nước tốt. Thì nếu mà được cái là cái giường mình bơm cát là cái nước không có động lại ha, động lại trên cái clip này. Và thứ hai nữa là mình lót mũ với lưới này thì cỏ nó sẽ không có lên được ha, nên khoảng sử dụng được khoảng từ 2 đến 3 năm, có thể nếu mình làm kỹ khoảng 4 năm thì cái lưới này với cái mũ này nó mới rách mới hư ha. Nên trong cái thời gian đầu này thì mình được như vậy thì mình hạn chế cái được cái làm cỏ dưới đây rất là tốt, chỉ mình làm trên bồn thôi. Đó, thì khoảng 2-3 năm sau thì cái cây mình nó có tàn ha. Tàn thì cái lượng cỏ dưới này nó cũng ít nữa. Nên được cái thời gian mấy năm đầu tiên này mình lót được như vậy thì cũng giảm được cái lượng cỏ với sâu bệnh ha. Nếu mà cỏ nhiều thì có thể mình sâu bệnh nó núp ở trong đó thì cái cây mình nó dễ bị bệnh ha, dễ bị sâu ăn. Rất là khó ha. Và sau này cũng quay cho cô chú anh chị mình xem thêm ha. Ở đây thì tất cả ở Bến Tre ha, nhiều khi cũng có nước mặn lên nên sử dụng một cái hồ để mình chứa nước về an tâm ha. Khi có lỡ nước mặn lên thì mình cũng có nước ngọt để tưới nha. Rất là xanh ha, rất là xanh. Đây, sâu củ đây. Sâu củ này lớn nè cô chú anh chị mình. Cây này thì mua nó đã lớn rồi ha. Mua nó đã lớn rồi. Tại vì người ta trồng mua của người ta đó, người ta trồng cũng được mấy năm rồi ha. Ở trên chậu nuôi mấy năm mình trồng xuống đất rồi. Thì nên cái hoành ở đây cũng khoảng 20-20 mấy nè. Cái cốt ghép nè. Còn ở dưới đây thì nó cũng lớn là khoảng 40-40 mấy thôi. Ha. Cái củ thì càng ngày mình nuôi nó càng lớn thôi. Xanh một màu xanh đâm hết ha. Chỗ này thì mới bấm lại thôi. Bấm lại thì chưa có đi được. Thì những cái cành thiếu thì trong cái thời gian này ha, có thể những cái cây nào mà nó làm nụ quá thì anh em mình có thể rong bớt ha. Đây, như cây này có thể nó nụ nhiều đây. Thì mình sẽ giựt ra ở trong nách này ra để cho nó nở, cứ nở cho mình bình thường ha. Và có thể mình lãi luôn cũng được. Thì để cho cái tược nó đồng đều như vậy nó cũng đã làm nụ ha. Đó, thì mình lãi ra nó đi tược thì những cái chỗ nào mà thiếu thì mình kéo xương xương thôi. Thế mai vàng thì nói chung nếu mình sửa nhiều quá thì cũng nó dập ha. Nó dập nhánh mình nó sựng lại ha. Cây mình nó không phát triển đồng đều. Thì khi những cái nhánh mình sửa nhiều quá dặn dẹo thì nó sẽ bị điếc luôn. Có nghĩa là cái nhánh này nó không phát triển. Thì những cái nhánh kia nó phát triển thì bắt buộc chỗ này nó bị trống đây. Nên hạn chế mình sửa cũng vừa thôi. Chỉnh sửa làm sao cho nó đồng đều, nó không chồng chéo là cây mình nó đẹp rồi ha. Cũng như quay quái nè. Lạ ha. Quấn ngày xưa. Quấn
quấn cái dòng mà không để nằm mà sao nó đứng lên ha, đứng có khớp khớp đây, quấn rồi đó cũng ba dòng mà dòng nằm, nhưng mà khi mà vô cái xe cái bịch gì đó người ta sẽ để đứng lên đó, cái này cái liền lại nhìn thấy không? Đứng lên thấy ngộ ha, đó, như cái lò xo mà để đứng lên nè. Thì còn một số cái góc nhỏ này dự kiến cũng sẽ trồng đây ha. Trồng mình trồng thêm thì tại vì kinh tế thì nói chung là cái gốc nhớt này nha cô chú anh chị, nếu có trồng rồi thì sẽ biết ha, trồng rồi kinh tế cái có vẻ thí dụ như mình mua vài trăm ngàn hai ba trăm gì đó ha, khi mình trồng trong khoảng từ 3 đến 5 năm á, cây nó lớn thì mình bán vài triệu thì vẫn bình thường nha, tại vì nói chung cái cây này khi mà trồng dưới đất rồi nó lớn mức độ nó gấp mấy lần so với tinh chậu mình ha. Tinh chậu thì ví dụ như tinh chậu chỉ có 2 phần thôi, nhưng mà dưới đất có thể là 10 phần đó, nên cái cây mình nó cho lại cái kinh tế rất là cao. Rồi thì hôm nay cũng quay lại một số cây, cái mô hình em trồng ở trên mình lót mũ lót lưới đây, thì nay thì thấy nó cũng xanh tốt ha. Thì cảm ơn cô chú anh chị mình ha, cũng đã bỏ thời gian qua xem cái clip của em. Thì hôm nay quay sơ lược lại để cho cô chú anh chị mình thấy cái mô hình trồng nè, nó hiệu quả như thế nào ha. Mùn gạch nó hiệu quả và mình lót lưới như thế như vậy thì cái cỏ, lượng cỏ mình á làm rất là lợi ích ha, nên cây mình nó ít bệnh so với những cái không có lót mũ nha. Nó thì để hiệu quả thì cô chú anh chị mình có thể là lót thêm mũ để cho cái cây mình nó xanh sạch bệnh ha. Dạ thì một lần nữa em cũng cảm ơn cô chú anh chị mình và em cũng xin kết thúc video tại đây, hẹn lại cái video tiếp theo nha cô chú anh chị mình xem qua nha.